Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa hàng ngày cho thiếu nhi trong quyển Thế giới mới tuổi thơ số 82, ngày 31, Sự trở về của dân Israel, Kinh Thánh Ê-xê-chi-ên đoạn 11, câu 14 đến câu 17, câu ghi nhớ Ê-xê-chi-ên đoạn 11, câu 17, phần B. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Ta sẽ nhóm các ngươi lại từ giữa các dân, sẽ thâu các ngươi từ những nước mà các ngươi đã bị tan tác, và ta sẽ ban đất Israel cho các ngươi. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Ta sẽ nhóm các ngươi lại từ giữa các dân, sẽ thâu các ngươi từ những nước mà các ngươi đã bị tan tác, và ta sẽ ban đất Israel cho các ngươi. Chúng ta cùng đọc Kinh Thánh ở trong Ê-xê-chi-ên đoạn 11 câu 14 đến câu 17. Kinh Thánh Cựu Ước trang 752. Có lời Đức Giê-hô-va phán cho ta rằng: Hỡi con người, dân cư thành Giê-ru-sa-lem đã nói cùng anh em ngươi: Chính anh em ngươi là những kẻ bà con ngươi và cả nhà Israel, hết cả mọi người rằng: Hãy lìa xa Đức Giê-hô-va, đất này đã được ban cho chúng ta làm cơ nghiệp. Vậy nên khá nói cùng chúng nó: Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Phải, ta đã dời chúng nó nơi xa trong các dân tộc, đã làm tan tác chúng nó trong nhiều nước. Ta còn sẽ tạm là nơi thánh cho chúng nó trong các nước chúng nó đi đến. Vậy nên hãy nói rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Ta sẽ nhóm các ngươi lại từ giữa các dân, sẽ thâu các ngươi từ những nước mà các ngươi đã bị tan tác, và ta sẽ ban đất Israel cho các ngươi. Câu ghi nhớ chúng ta ở trong câu số 17 bắt đầu từ chữ Chúa Giê-hô-va. Chúng ta tô màu câu ghi nhớ nhé. Bắt đầu từ chỗ Chúa Giê-hô-va. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Ta sẽ nhóm các ngươi lại từ giữa các dân, sẽ thâu các ngươi từ những nước mà các ngươi đã bị tan tác, và ta sẽ ban đất Israel cho các ngươi. Chúng ta cùng đọc lại câu ghi nhớ đã được tô màu nhé. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Ta sẽ nhóm các ngươi lại từ giữa các dân, sẽ thâu các ngươi từ những nước mà các ngươi đã bị tan tác, và ta sẽ ban đất Israel cho các ngươi. Trong phần tìm hiểu, chọn từ thích hợp và điền vào chỗ trống. Ở đây có 3 từ: từ ban, từ nhóm, từ thâu. Và chúng ta điền vào 3 cái chỗ trống của cái câu gốc này. Ta sẽ các ngươi từ giữa các dân, sẽ các ngươi từ những nước mà các ngươi đã bị tan tác, và ta sẽ chúng ta điền từ gì đây? Chúng ta xem cái câu ghi nhớ của chúng ta đây. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Ta sẽ nhóm các ngươi, nhóm lại có nghĩa là gom lại, nhóm lại, nhóm các ngươi lại từ giữa các dân, sẽ thâu các ngươi, thâu lại, thâu giống như một cái sợi dây các em, một cái sợi dây thu nó lại, một cái sợi dây, ví dụ cái sợi dây cây thước các em, thu nó lại. Rồi, và ta sẽ gì nữa? Sẽ ban, ban cho. Như vậy chúng ta có 3 cái từ cần điền ha. Đầu tiên là ta sẽ nhóm. Điền ở đây là ta sẽ nhóm, nhóm nhau lại ha. Bây giờ chúng ta hay nói là nhóm thiếu nhi, nhóm thờ phượng Chúa, có nghĩa là mọi người ở các nơi
tập trung lại, gom lại, nhóm lại. Chúa nói rằng Chúa sẽ nhóm dân sự của Chúa lại. Họ bị tan lạc, họ bị đi khắp nơi, thì bây giờ Chúa nhóm lại. Các ngươi, ta sẽ nhóm các ngươi lại từ giữa các dân, ta sẽ gì? Thâu hay là thu lại, gom lại. Thâu các ngươi từ những nước mà các ngươi đã bị tan tác, và ta sẽ ban. Ta sẽ ban cho đó, ban đất Israel cho các ngươi. Như vậy chúng ta đã điền ba cái từ thích hợp vào chỗ trống của câu gốc của chúng ta. Chúng ta thấy đây là dân Do Thái lúc mà họ được họ đi, họ được Chúa dẫn ở trong sa mạc, ở trong đồng vắng, Chúa gìn giữ dẫn dắt họ. Trong phần nhận biết, mặc dầu dân Israel khước từ Chúa, khước từ là không có chấp nhận Chúa đó, rồi bị lưu đày sang các nước, cái nghĩa là khi mà họ không vâng lời Chúa đó, thì Chúa đã phạt họ bằng cách là cho các nước khác đến tấn công họ, đánh họ và bắt họ đem đi nơi khác, gọi là bị lưu đày. Nhưng Chúa vẫn yêu thương họ. Chúa vẫn luôn yêu thương họ. Ngài hứa sẽ đem dân Chúa trở về quê hương của họ. Và chúng ta biết rằng lời hứa của Chúa đã được ứng nghiệm. Năm 1947, năm 1948 đó, người Do Thái sau gần 2.000 năm, hơn 2.000 năm, gần 2.000 năm, gần 2.000 năm mà họ bị lưu đày từ năm 70 sau Chúa cho đến thì họ bị tan lạc ra khắp nơi ở trên thế giới, chỗ nào cũng có người Do Thái hết, và cái đất nước của họ không còn ở trên bản đồ nữa. Không còn ở trên bản đồ thế giới nữa, có nghĩa là nước họ không còn gì hết. Nhưng đến năm 1947 thì Chúa cho họ tập trung trở lại, và họ, một số người ở các nơi họ tập trung về, họ bay về, họ đi máy bay rồi, đi tàu rồi, mọi phương tiện họ về trở lại đất nước Do Thái và thành lập quốc gia Do Thái hay là Israel hay là Israel. Từ năm 1948 tới giờ Chúa đã gom họ lại, Chúa đã tập trung họ lại, và bây giờ họ là một quốc gia dù ít người nhưng mà rất là mạnh mẽ, rất là giàu có, bởi vì họ là tuyển dân của Chúa và họ được Chúa ban phước cho. Thực hành, Chúa luôn yêu thương em. Chúa luôn yêu thương em. Chúa luôn yêu thương em. Khi em làm việc sai, em ăn năn, làm sai ăn năn, Chúa sẽ tha thứ và phục hồi. Chúa tha thứ phục hồi cho em. Chúng ta ghi ra lời cầu nguyện nhé. Em cảm ơn Chúa vì Ngài là đấng nhân từ, giàu lòng thương xót. Em xin Chúa giúp em sống xứng đáng với tình yêu Chúa dành cho em. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa. Là đấng nhân từ, giàu lòng thương xót, xin Chúa giúp con
sống xứng đáng. Với tình yêu Chúa dành cho con, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nhé. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa là đấng nhân từ, giàu lòng thương xót. Xin Chúa giúp con sống xứng đáng với tình yêu Chúa dành cho con. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi. Xin Chúa ban phước cho chúng ta. Chúng ta đã hết tháng 10 rồi, chuẩn bị bước vào tháng 11 thôi. Xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai nhé.